Hà Nội những ngày đầu đông bắt đầu bằng những đợt sương mù giăng phủ. Nhưng dường như cái lạnh không làm cho nhịp sống của một đô thị bớt đi sự sôi động. Trong cái tất bật của đời sống đô thị, trong cái sự vất vả của cuộc sống mưu sinh, vẫn còn có những người trẻ nghĩ đến mùa đông lạnh giá của vùng cao, nơi cái rét buốt đã thực sự hiện diện. Hands Group là một trong hàng trăm nhóm bạn trẻ đang thực hiện những dự án tình nguyện. Đặc biệt ở đây là Hands Group bao gồm các bạn trẻ yêu nghệ thuật và có nhiều ý tưởng để hướng tới cộng đồng dựa trên khả năng và thế mạnh của mình. Nhóm đã từng thực hiện những buổi biểu diễn văn nghệ để tìm kinh phí, để kết nối với những đơn vị tổ chức có mong muốn được tham gia các hoạt động từ thiện. Hằng, trưởng nhóm, một nhân viên kế toán, như những người trẻ khác, đều có những mối quan tâm, những điều lo nghĩ cho cuộc sống của người trẻ ở đô thị. Nhưng Hằng đã tận dụng thời gian dành buổi tối sau giờ làm để sắp xếp những túi quần áo và quà tặng cho chuyến đi cuối tuần đến với các em nhỏ ở vùng cao. Mọi thứ ở đây đều được tận dụng một cách tối đa, ngay cả căn phòng nhỏ để cất đồ này cũng là mượn nhờ của một gia đình thành viên trong đội. Căn phòng nhỏ xếp chặt những túi đồ đã được phân loại và chuẩn bị cho từng chuyến đi. Để có được những vật phẩm này, nhóm đã trải qua rất nhiều khó khăn và cố gắng, cả một quá trình biến một ý tưởng từ thiện thành hiện thực. Buổi sáng cuối tuần, Hà Nội vẫn sương mù, trời lất phất mưa, báo hiệu một hành trình vất vả cho nhóm bạn. Nhưng ai nấy cũng đều háo hức cho chuyến đi này. Ở đây cũng đã có những người tham gia đi phượt, đi tìm hiểu những vùng đất. Nhưng chuyến đi này hẳn cũng sẽ có nhiều điều khác biệt. Chỉ có 2 ngày cuối tuần, quãng đường lại khá xa, nên các bạn đều tranh thủ thời gian. Nhóm tập hợp nhau lại từ sáng sớm, xem lại đồ đạc và tư trang một lần nữa rồi lên đường. Thành phố cuối tuần vẫn đông đúc, những con đường đã len kín xe cộ. Nhóm bạn nhanh chóng lẫn vào đoàn người tất bật cả một ngày. Tất cả những công việc, ăn, ngủ, nghỉ đều được thực hiện nhanh chóng, đơn giản. Mục tiêu là đến địa điểm tập kết trước 15 giờ. Bởi thời tiết vùng cao mùa đông tối nhanh, đội cũng cần phải sắp xếp chỗ ăn nghỉ trước khi trời tối, đặc biệt là ở một bản vùng cao vẫn còn chưa có điện. Khi những người trẻ đi làm tình nguyện, đặc biệt là những chuyến đi xa, không chỉ cần lòng nhiệt tình mà còn cần cả sức khỏe, khả năng thích nghi nhanh chóng với tập thể và điều kiện sinh hoạt ở từng địa phương. Những chuyến đi như thế này cần rất nhiều sức lực và ngay cả khi đã chuẩn bị chu đáo thì những trải nghiệm vẫn luôn đến một cách bất ngờ. Khí hậu vùng cao rất khắc nghiệt, đặc biệt vào mùa đông khi trời bắt đầu có mưa và sương mù. Cái rét len lỏi vào cảnh vật và sinh hoạt của con người, ngấm vào trong da thịt.
nhưng mùa đông vùng cao cũng vẽ ra những quang cảnh đẹp đẽ giữa cái lạnh giá và thưa vắng của những nóc nhà đơn độc. Các thành viên đều cảm nhận được điều đó. Địa điểm tập kết chính là một điểm trường tiểu học tại thôn Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang, cách Hà Nội khoảng 200 km. Chuyến đi này, đoàn may mắn được xe ô tô của VTC vận chuyển giúp đồ đạc. Nhưng ngay cả với 10 chiếc xe máy cùng hành lý đơn giản, việc đi đến được địa điểm này cũng đã rất khó khăn. Trải qua một hành trình dài, mọi người đều thấm mệt. Nhưng dường như niềm vui đã đến khi thấy cảnh trẻ em và người dân đã đứng đợi đoàn, giấu đi những sự bỡ ngỡ đầu tiên. Công việc đầu tiên là chuyển đồ, chuẩn bị chỗ sinh hoạt, chỗ ngủ cho 20 thành viên của đội. Mọi việc diễn ra khẩn trương và nhanh chóng trước đôi mắt ngạc nhiên tò mò của những em bé. Tranh thủ thời gian trời còn sáng, nhóm quyết định cùng cán bộ địa phương đi thăm và tặng quà một vài gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp để các thành viên quan sát cuộc sống và phong cảnh ở địa phương. Thôn Đồng Cao có 25 hộ gia đình, là một trong những thôn khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang và của cả nước. Vẫn còn nhiều hộ dân ở nơi đây sống trong những ngôi nhà tranh vách đất, tường mỏng gió lùa, thu nhập trông vào mấy sào ruộng trồng cấy năng suất thấp. Những món quà nhỏ bé mùa đông trao tận tay những người nông dân nghèo khó này trở nên vô cùng ý nghĩa. Tuy trong cùng một thôn, nhưng nhà này cách nhà kia khá xa, có khi cả một quả đồi. Nên trong gần 3 giờ đồng hồ của buổi chiều, đoàn cũng chỉ đi thăm được 3 hộ gia đình, chỉ kịp hỏi han và trò chuyện một vài câu về đời sống trong mùa đông giá lạnh của vùng cao. Cuộc sống nghèo túng, tuềnh toàng toát lên từ những bức vách, đồ vật trong ngôi nhà. Và khi bóng tối đã phủ kín những dàn nhà tranh vách đất, cuộc sống gian khó càng trở nên gian khó. Nó tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của những người bạn trẻ. Tức là ví dụ như là sữa hoặc là rau.
Nhóm mình thì là như là hầu như toàn là học sinh sinh viên ấy, nên là với lại không có nhiều ngày nghỉ ấy, thì bọn mình chỉ tranh thủ đi được những ngày cuối tuần thôi. Muốn hoạt động gì thì cũng chỉ hoạt động vào những ngày cuối tuần. Chính vì thế nên bọn mình phải chọn được những địa điểm mà có thể đi được trong 2 ngày đó thôi, chỉ trong 2 ngày đó thôi. Và bọn mình đã tìm một vài địa điểm, tìm trên mạng và khảo sát. Thì sau khi tìm thì bọn mình thấy ở đây cũng nằm Đồng Cao, cũng là một trong những nơi nghèo nhất của nước mình ấy. Thì là bọn mình đã trực tiếp đến đây khảo sát, trực tiếp đến đây xem tình hình như thế nào. Và mình thấy như bạn thấy đấy, hoàn cảnh ở đây thực sự là khi mà đến mà nhìn thấy như thế này thì bọn mình đã quyết định ngay lập tức là bọn mình sẽ hành động ngay lập tức để đến đây để giúp đỡ những người dân ở đây. Vì mùa đông cũng đến gần rồi, và cái ngày mình đi thì cũng là ngày mưa gió, nhưng mà vì đã xác định là phải đi, phải đến, nên là bọn mình vẫn cứ đi. Bọn mình là kêu gọi bạn bè, với lại là bọn mình có tổ chức một chương trình nghệ thuật biểu diễn và quyên góp từ mọi người trong thông qua cái chương trình đó. Thì bọn mình kêu gọi sự quyên góp của mọi người, kể cả về tiền lẫn về đồ đạc, quần áo, sách vở đấy, tất cả. Và sau đó thì bọn mình thu thập về, bọn mình phân loại, phân ra là soạn lại xem là đồ có dùng được không hay là như thế nào, bọn mình đóng gói cẩn thận lại, và hôm nay thì mang lên đây. Chính xác là lần thứ 3 em đi tình nguyện, và các lần đều là đến các bản vùng núi và rất là khó khăn. Và khi mà đến đây thì nhìn những cái cảnh và những cái nhà tranh vách đất như này thì nó gợi lại cho em cái cảnh mà từ bé ở quê em đã cũng đã từng sống trong những cái nhà ngôi nhà như thế này. Nó gợi lại cái khó khăn tuổi thơ của em. Đi như thế này thì nó có, đối với lại những người trẻ như em thì có thứ nhất là thêm hiểu biết về những cái vùng miền mà nhiều, có rất là nhiều nơi khó khăn, và mình đi để mình cảm nhận được cái khó khăn của người ta và đi để biết thêm về đất nước mình. Đến và khi mà đến giúp đỡ mà nhìn thấy niềm vui của những người dân, mà khi mà mình trao quà cho họ thì mình cũng thấy rất là hạnh phúc. Ở những vùng đất xa xôi giá lạnh, trong một ngày mưa gió và thiếu ánh điện này, công việc của một ngày dường như kết thúc sớm hơn. Buổi sáng, trời vẫn mưa lạnh, nhưng những đứa trẻ đã đến trường từ rất sớm. Chúng vui chơi hồn nhiên, hầu như không quan tâm đến cái lạnh giá của mùa đông. Những đứa trẻ đã quen với cái lạnh và cũng quá vui mừng vì được vui chơi với các anh chị vừa từ nơi khác đến. Khi thực hiện dự án mang mùa đông ấm áp đến với vùng cao, những người bạn trẻ của nhóm Hands Group hướng đến những em nhỏ trước tiên, đối tượng chịu nhiều tác động từ thời tiết và điều kiện sống. Ăn no mặc ấm, được học hành là những nhu cầu thiết yếu để những đứa trẻ này phát triển khỏe mạnh và có thể trưởng thành. Nhưng dường như phải cần rất nhiều nỗ lực nữa, mong ước nhỏ nhoi này mới có thể được thực hiện.
phòng học nhỏ bé trở thành không gian ấm cúng để các em cùng vui chơi và nhận được những món quà mà các bạn tình nguyện viên mang đến. Những người trẻ luôn có nhiều ý tưởng để làm cho hoạt động tình nguyện của mình trở nên phong phú, gần gũi và hiệu quả hơn. Để nó có hiệu quả, thật sự hiệu quả thì cái việc đầu tiên đấy là các bạn phải đi tìm hiểu thông tin xem, ví dụ như các bạn đi đến một vùng thì các bạn phải đi tiền trạm trước, tìm hiểu thông tin xem là cái nhu cầu của người dân nơi đó là người ta cần về cái gì, sau đó thì mình mới về, mình lên cái kế hoạch là người ta cần những cái này thì mình cần phải mua những cái này, sắm sửa những cái này. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng mình cần nhắm đến, ví dụ như mình nhắm đến trẻ em thì trẻ em cần gì, còn đối tượng người già thì người già cần gì, hoặc là đối tượng thành phố khác với cả đối tượng ở vùng cao. Đó thì mình nghĩ là các bạn hay bị lặp lại là vì là các bạn cứ nghĩ rằng là cứ đi xa thì mới là làm từ thiện và mới là tình nguyện. Nhưng mà ví dụ như là ngay tại cái nơi của các bạn ở thôi, người xung quanh ví dụ như là có một ai đó gọi là người già neo đơn, ở cô đơn sống một mình, không có người chăm sóc, thì các bạn có thể đến các bạn giúp đỡ những người đó. Hay là ví dụ như ở một số những cái chùa mà bây giờ đang nuôi các cái em nhỏ mồ côi. Các em nhỏ mồ côi thì các em ấy sẽ được chính phủ tài trợ hoặc các cái tổ chức này nọ tài trợ để cho các em ấy có đủ cơm ăn áo mặc. Nhưng cái quan trọng hơn ấy, các em không có ấy, đấy là thứ nhất là kiến thức sống. Cái thứ hai là cái việc mà mình đến mình vui chơi cùng với các em, tức là gọi là về mặt tinh thần là các em sẽ bị yếu. Thì khi mà mình thấy là các cái nhóm khác mà đã làm đầy đủ những cái việc kia rồi, là có đủ cơm ăn áo ấm cho các em mặc rồi, thì mình sẽ chuyển cái hoạt động của mình sang cái hoạt động là dạy học và vui chơi với các em. Mình nghĩ đấy cũng là một cái chương trình tình nguyện, chứ không nhất thiết phải là cũng lại phải mang áo đến, phải nấu cơm cho các em ăn thì mới là làm tình nguyện cho các em. Ở đây các em nhỏ được tham gia những trò chơi, được ôn lại những bài học, được vẽ, được sáng tạo. Điều mà các em do điều kiện học tập còn khó khăn nên ít khi được tiếp cận. Sự bỡ ngỡ và rụt rè ban đầu đã nhanh chóng được thay thế bằng sự vui vẻ hòa đồng. Đi chơi rồi đúng không? Người trẻ thì cũng có cái khó mà cũng có cái dễ. Tự như là về sức khỏe là mình là có hơn so với những cái cô chú bác về sau này. Nhưng mà có cái khó đấy là về thời gian. Tại vì các chú khi mà về hưu rồi thì sẽ có nhiều thời gian để tham gia hơn. Còn dụ như chúng ta thì chúng ta vẫn còn phải công tác, phải đi học, nên thành ra cái thời gian nó sẽ bị hạn chế. Nhưng mà có một số vấn đề nữa là dụ như các bạn trẻ quá khi đi làm tình nguyện thì có thể là bố mẹ chưa hiểu được cái vấn đề các bạn ấy đi. Các bạn phải đi xa, phải ngủ qua đêm, phải ngủ chung với cả các bạn nam thì có thể là các bạn ấy sẽ không được bố mẹ đồng ý. Như tầm mình thì bố mẹ mình thì cũng có hiểu những cái hoạt động này của mình rồi, nên bố mẹ mình cũng cho phép mình tham gia các hội nhóm. Thêm nữa là mình cũng chưa có gia đình, do vậy là cái việc mà mình tham gia thì nó cũng sẽ thoải mái hơn là so với những các anh các chị và các bạn đã có gia đình rồi thì nó sẽ bị phụ thuộc vào mặt thời gian. Đấy là cái lợi và cũng có cái bất lợi khi người trẻ tham gia. Quà như quần áo, sách vở đã được phân loại theo từng lứa, theo danh sách để đưa đến tận tay các em học sinh. Em nào cũng có bộ quần áo mới vừa vặn với mình trong mùa đông năm nay.
Và để có được những món quà như thế, các bạn tình nguyện viên đã phải rất cố gắng. Những người trẻ đã đến đây không chỉ với tình thương mà còn đến bằng một hành động cụ thể, hiện thực hóa tình yêu thương đó. Bác, cô, các anh đem tận nơi phát cho cái quà này cho học sinh thôn bản. Chúng tôi cũng thấy niềm vui rất là xứng đáng và rất là đường đi lại rất khó khăn nhưng mà cũng rất xứng đáng. Chúng tôi ở trên này đường xá đi khó khăn mà quần áo không có mặc, kể như là kể đến bữa ăn rất phức tạp, rất khó khăn. Em là sinh viên học tại thành phố Hồ Chí Minh, quê ở miền Trung. Thì cái chung là mình là nam, con trai thì mình có giấc mơ mình đi đây đi đó. Thì cái này em nuôi giấc mơ được 3 năm rồi, thì dạo, gần đây thì mới có thời gian nghỉ dài để mình đi. Thì đây là lần đầu tiên em ra miền Bắc. Thì em lúc đầu là muốn đi du lịch một mình. Nhưng mà sau đó em tìm kiếm trên mạng và các diễn đàn thì thấy có một cái nhóm của mình đây vừa đi từ thiện mà vừa kết hợp với đi du lịch luôn. Thì em thấy nó vừa phù hợp với mục đích với mình mà nó vừa có một cái ý nghĩa riêng. Thì lần đầu tiên em lên đây mà đi cái đường khó khăn như thế này mà lại không có điện nữa, nên nó có những cái cảm xúc rất là khác. Và khi mình nhìn thấy những cái nụ cười của các em bé khi mà các em chơi trò chơi và được nhận quà thì mình có một cái niềm vui nó khó tả. Rời xa vùng cao, rời xa những đứa trẻ vui tươi trong giá lạnh, những ngôi nhà gió luồn qua vách, những người bạn trẻ này lại trở về thành phố, trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, trở lại với những mối lo toan thường nhật và để chuẩn bị cho những chuyến đi lần sau về với những vùng cao còn nhiều gian khó. Ngày nay, những hoạt động tình nguyện của người trẻ càng trở nên thực tế và hữu dụng. Những món quà, những nguồn kinh phí đã được trao đến tận tay những em nhỏ, những người có hoàn cảnh khó khăn. Những nhóm hoạt động trẻ đã đến với nhau, kết nối với nhau để tạo nên những cộng đồng, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi vùng miền Tổ quốc. Không chỉ là những món quà nhỏ bé như sách vở, bút mực, quần áo, cộng đồng những người làm tình nguyện trẻ còn mong muốn đưa ra những dự án dài hơi, có quy mô hơn như xây dựng trường học, các công trình công cộng phục vụ cộng đồng, những thư viện, nơi vui chơi giải trí để các em nhỏ vùng cao, những người dân vùng cao, những nơi điều kiện sống còn gặp nhiều khó khăn có thể tiếp cận những giá trị sống, những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Những người trẻ đang dần chuyển những chuyến đi phượt, những chuyến đi đơn thuần mang tính khám phá, tìm hiểu văn hóa địa phương sang những chuyến đi quyên góp, hỗ trợ người dân địa phương. Họ không chỉ nhìn thấy cuộc sống gian khó trên từng chặng đường đi, họ còn muốn thay đổi cuộc sống gian khó ấy, muốn góp phần nhỏ bé của mình vào sự tốt đẹp hơn cho cuộc sống trên khắp Tổ quốc Việt Nam.